Các bác thân mến, hiện tại thì Phi Hằng đang ở sân bay Cần Thơ các bác. Sau hơn 2 tiếng, mình bay từ lúc 7 giờ, bây giờ là đến 9 giờ 30 mới đến sân bay của Cần Thơ. Hôm nay Phi Hằng cùng với chị Bền, với em Linh, với em Vũ nữa thì được cô chú Hùng Mai mời vào trong này để tham quan du lịch một vùng đất mới. Đối với bản thân của Phi Hằng, chị Bền với cả Linh nữa thì là những người con ở núi rừng, sống ở trên núi, chưa bao giờ đặt chân đến một vùng đất nó xa xôi hàng nghìn cây số và cũng chưa được trải nghiệm là ở đây là văn hóa, ẩm thực, con người như nào. Thì ngày hôm nay thì Phi Hằng cũng một tiện một chuyến du lịch thì Phi Hằng đưa các bác cùng với các em đi tham quan trải nghiệm ở trong khu vực của Cần Thơ này. 3-4 ngày mình đi Cần Thơ này, có thể là đi chợ nổi Cái Răng này, sau đó là đi bến Linh Kiều này, và đi một số tỉnh lân cận. Đi tỉnh nào em nhỉ? Nói chung là lịch trình thì em thấy rất là dày. Có đi cả biển gì đó ở trong, em cũng không nhớ tên nữa rồi. Đó là một cái trải nghiệm vô cùng đặc biệt với mấy anh em. Thì hiện tại thì bây giờ cái khách sạn mà cô chú Hùng Mai đã đặt cho mấy anh em ấy thì nó cách xa đây khoảng 9 km. Anh em thì hiện tại bây giờ phải ra bắt một cái taxi để đi đến đấy. Trên cái quá trình mà đi di chuyển thì Phi Hằng sẽ quay video chia sẻ với các bác một cách thực tế nhất. Rất là mong các bác đón xem là một người con ở vùng núi xa xôi chưa bao giờ đặt chân đến vùng đất này để trải nghiệm thực tế nhất, xem là ở trong này thì như nào. Bởi vì chính bản thân Phi Hằng hiện tại có rất là nhiều cảm giác, bởi vì xem trên thông tin đại chúng, xem trên báo đài TV thì Phi Hằng cảm nhận được là vùng đất ở trong bên trong này là một vùng đất bằng phẳng, khác với cả so với mình thì là đồi núi rất là nhiều đấy. Bền xuống lên đây là chưa thấy cái đồi nào. Đi chọn taxi, nhưng mà Phi Hằng có một cái cực kỳ là đánh giá rất là cao chuyến bay ngày hôm nay. Chuyến bay của chúng ta đi không có một chút delay nào cả, là di chuyển là rất là nhanh chóng, là không phải đợi chờ đấy, đúng thời gian luôn. Mà trên chuyến đi thì thực sự các bác là có thể là chị Bền đây là lần đầu tiên được trải nghiệm là đi máy bay, đúng không? Đúng rồi. Đó, rất là bơ ngỡ. Mở lên cứ sóc sóc kiểu máy bay lên bồng bồng ấy. Nó nghiêng nghiêng, lúc đó bảo Bền bảo phe hộ đỡ đi, không thì máy bay nghiêng. Nhưng mà mình xuống đây thì mình đầu tiên mình cảm nhận được cái thời tiết khí hậu ở đây nhỉ? Rất là nóng. Là đúng, chính xác là nóng hơn. Nóng. So với cả vùng núi của mình. Nhưng mà em cảm thấy là nắng sẽ không bị gắt như ở ngoài Bắc. Bởi vì đây là khu vực đồng bằng sẽ là có rất là nhiều gió, với cả một cái vùng sông nước các bác ạ. Bởi vì Phi Hằng với cả các em ở đây trên bản là sống ở trên núi, là không có gần sông nước nên là cảm giác rất là thích. Mình chọn một xe đi em, để em làm giá. Dạ, đây ạ. Em Linh ơi. Anh ơi, bọn em về tận em chào đây. Anh ạ, địa chỉ này anh ạ, 209 đường 30/8. Anh ơi, đi tính tiền theo ấy ạ? Tính tiền theo đồng hồ đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Em xin phép ngủ trước nha. Cái máy ạ, máy quay đi ạ. Anh gấp cái này được không ạ? Và bây giờ mình sẽ lên xe đi khách sạn đúng không? Rồi, mời các bác nha. Lên xe trước đi. Em chào anh nha. Anh ơi, anh là người Cần Thơ này mình luôn hả anh? Dạ không, em ở Hậu Giang anh ạ. Ở Hậu Giang ạ? Bọn em ở Hà Giang anh ạ. Cũng Hà Giang. Cũng là Giang. Vâng, vâng. Nhưng mà Hà Giang. Anh nghe đây, Hà Giang bao giờ chưa? Chưa anh. Ôi. Bọn em có thể là cách anh hàng nghìn cây số. Bọn em ở trên địa đầu Tổ quốc, nơi cao nhất, có cột cờ Lũng Cú anh. Chắc anh chưa nghe thấy ở đây.
Cái Cần Thơ mình anh thì là có những cái gì gọi là về văn hóa ẩm thực thì cái gì là cái là ngon nhất hoặc là đặc trưng nhất hoặc là có những cái điểm nào điểm đi. Du lịch nào đẹp nhất thì anh? Anh có thể cho bọn em biết được không anh? Dạ, hỏi cũng nhớ. anh ơi, anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh mà năm 99. À, 99. Thế là hiện tại là em hơn anh có 99 tuổi. Em sinh năm 1990. Hơn anh 9 tuổi. Anh là chạy taxi ở bến này à, ở sân bay này đúng không? Đi. Hậu Giang thì là có cách xa đây không anh? Có khoảng 60 cây. 60 cây ạ. Thế là mấy tỉnh lân cận Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang với cả Kiên Giang là có cũng gần nhau đúng không anh? An Giang, dạ. Gần nhau. Vâng. Nhưng mà cảm nhận ban đầu của Phen với cả các anh chị ở ngoài Bắc, à ngoài chợ ở bên trong Cần Thơ này, đó là giọng nói nhẹ nhàng. Giọng nói rất là nhẹ nhàng. Đúng chính xác, bởi vì trước đây Phen học ở dưới Hà Nội các bác, là cũng được gặp rất là nhiều các anh chị ở khu vực miền trong như ở Nghệ An này, Thanh Hóa này, rồi Nha Trang này, rồi Cần Thơ, Kiên Giang, Đắk Nông, Đắk Lắk nữa. Nhưng mà so với mọi người ấy thì là có thể là giọng của con gái Cần Thơ là những người mà có giọng nói ngọt ngào nhất. Nhưng mà anh ơi, các bạn ở trong Cần Thơ này bảo là con gái ngoài Bắc giọng ngọt ngào hơn. Anh thấy bạn của em nói giọng Bắc có hay không em? Anh có cảm nhận gì ạ? Anh bồi hồi quá không? Không nói nên lời à? Không nói nên lời nữa. Anh phải giúp bọn em để bọn em biết chứ. Mày dẫn dọn. Anh chỉ cười thôi. Em đi, bởi vì em ít tuổi hơn, em sinh năm, anh sinh năm 90 mà. Dạ dạ. Những cái cây hoa vàng vàng bên này là cây gì đấy anh? Anh cũng không biết luôn. Còn cái kia là hoa bằng lăng mà đúng hoa không? Ban anh à, hoa ban của Tây Bắc mình mà nhỉ? Tây Bắc. Ồ, trồng đầy hợp ấy nhỉ, có hoa đẹp lắm. Anh đã có gia đình chưa? Dạ chưa. Ôi giời đấy, anh thấy câu này anh trả lời nhanh thế. Đấy, đây cũng có sen này, hoa sen này. Hoa sen thì là ở cái khu vực mà Bắc Linh, Bắc Giang thì có rất là nhiều. Còn đâu cái bên trong này phải cũng thấy có. Tâm bà cho tâm bà. Ở trong Cần Thơ này anh thì là có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống không anh? Có. Dạ vâng ạ. Đó là những dân tộc gì anh? Đặc trưng nhỉ? Kinh Khmer ở đó anh. À, dân tộc Kinh ạ. Dạ. Dân tộc Khmer ạ. Dạ. Khmer xong rồi còn dân tộc gì nữa? Trong này chắc cũng nhiều người Hoa anh nhỉ? Dạ có. Nào có Kinh với cả Khmer còn nữa không anh? Bởi vì khu vực bọn em ở Tây Bắc, Đông Bắc anh, ở bên vùng núi thì có rất là nhiều các đồng bào sắc tộc khác nhau sinh sống, như người Tày này, người Dao này, người Mông này, rồi Cao Lan, Phu Péo, Lùng, Lan Chí, Chán Chí, Chán Y, nhiều lắm, đến khoảng tầm 19-23 sắc tộc sinh sống. 22 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Bạn này chắc là bạn ấy cũng ít nói, chưa tự tin, hơi có chút là ngại ngùng đây các bác. Nhưng mà nhìn ở bên này các bác thì sẽ thấy những cái ngôi nhà thì theo cảm giác là cũng không có nhiều nhà cao tầng, tạm thời chỉ là nhà thấp thấp thôi. Ở đây đây, ở đây ngoài ven đô ngoài 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 thành đây, chưa vào đến thành phố, kiểu sân bay Nội Bài, kiểu ngoại thành là giới hạn độ cao của anh hay như nào ạ? Chắc là chỉ có mỗi Sài Gòn thì sân bay ở trong nội thành, còn em thấy Hà Nội với lại Cần Thơ thì đều ở ngoại thành.
Phen trước khi vào là được mọi người cũng có nói, cũng có tư vấn là mọi anh em là vào đây là phải đi chợ lổi này, xong là đi miền Tây sông nước thì đi miệt vườn đúng không anh? Dạ đúng rồi. Đó, đi miệt vườn thì đi miệt vườn là trải nghiệm rất là đặc biệt. À, vâng ạ, đó là trải nghiệm đặc biệt, đó là có nghĩa là mình có những bà con ở đây ấy, người ta ngồi quây quần ăn nhậu với nhau ấy, là chỉ có quả xoài này, quả ổi này, quả khế này, đấy, cực kỳ đơn giản nhưng mà người ta ngồi với nhau rất là được rất là lâu ấy. Đấy, rồi ví dụ cá chẳng hạn thì chỉ có cá lóc, cá dơm, cá lóc dơm đấy, đốt dơm. Em vẫn còn nhớ cái clip ngày bé. Rồi mình mai mình đi chợ lổi mình phải thưởng thức món bông điền điền. Bài cái bông đấy là vừa là một trong những tên của bài hát rất là hay. Anh có thuộc bài hát đấy không? Không. Anh có thể hát tặng em không anh? Hoa diêu bông, diêu bông hơi diêu bông, sao em nỡ dội lấy chồng. Là diêu bông là ở phía Tây Bắc mình chứ, đúng không? Là diêu bông ấy. Chưa ai tìm thấy lá diêu bông anh ạ. Lời du buồn nghe mân mang mân mang. Xin chào các bác thưởng thức ngàn sao ca vàng của bạn Chí Bền Vlog. Thực ra là thoát ra khỏi cái khu vực miền núi mình đang sống các bác, thì là ai cũng có một cái cảm nhận riêng rất là đặc biệt. Linh thấy sao em? Đây em là, cũng là lần đầu tiên đi, của em đúng không? Em đi Sài Gòn rồi nhưng em chưa đi miền Tây bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên em tới Cần Thơ. Và em đang dự định là sang năm tầm tháng 4 em sẽ đi Kiên Giang và đi Hòn Sơn ở Kiên Giang là biển đấy ạ. Nhưng mà khả năng là trong tour này chúng ta cũng được đi rồi. Tại vì em thấy trong lịch trình đã có Hòn Sơn, Kiên Giang rồi. Và đặc biệt nữa là Phen có một người bạn Toropan các bác, là một trong những bạn ở khu vực Cần Thơ này. Bạn ấy làm review về du lịch, là một người bạn ra đến Hà Giang thì Phen cũng đã gặp và đón bạn ấy rất là nhiều. Bạn ấy sẽ tranh thủ một dịp nào đó trong cái quãng thời gian là từ 7 ngày này, từ 1 đến 7 ngày để gặp. Trên đường đi các bác thì là Phen cũng với các em là có xuất phát từ sân bay Nội Bài này. Đấy, thì xong đó lên máy bay này, xong là đi như thế nào nữa thì các bác tí Phen với cả mọi người sẽ chia sẻ với các bác. Toropan gọi này. Đấy, đúng là Toropan gọi luôn. Alo, tới đây bạn ơi. Tớ vừa xuống xong cậu ạ, cậu đang ở đâu rồi? Đang ở nhà hay là bây giờ như nào nhỉ Linh nhỉ? Mình ra khách sạn khu đợi tớ ra khách sạn xong là cậu gửi địa chỉ cho tớ tới nhá. Tớ là đang có 4 anh em. Được thế thì đi cà phê luôn nhá, tí nữa về cà phê đi. Tớ đang quay clip nó kiểu cảm giác ban đầu ấy, cái ban đầu nó rất là kiểu nó rất là đặc biệt bọn tớ. Ơ thì cậu bây giờ bọn tớ về khách sạn, bọn tớ chuẩn bị một tí xong là ra uống cà phê xong là anh em mình gặp nhau nói chuyện nhá. Ok, cảm ơn cậu nhá. Đó các bác vừa mới nói xong thì bạn Toropan bạn ấy gọi cho Phen. Tính ra là khoảng tầm 4-5 hôm trước là bạn ấy đang ở bên Trung Quốc, nhưng mà nghe tin là Phen, Chí Bền với cả Đình Vũ với cả em Linh đi vào là bạn ấy lập tức bay ngược từ Trung Quốc, đi từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó bạn bay thẳng về Cần Thơ để đón anh em. Thực sự là nếu mà bạn xem được video này thì Phen với cả mấy anh em cũng xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến bạn, bởi vì quá là tuyệt vời. Quá nhiệt tình. Cảm giác cho mình thấy là con người Cần Thơ quá tuyệt vời. Còn em tên là gì em? Em tên là Huy này. Em Huy à? Em Hậu Giang. Em Hậu Giang à? Hậu Giang. Hậu Giang là chuyên sông Đước ấy nhỉ? Đước, cái Đước cần. Mọi người thấy cái gì nó khác biệt, nó độc lạ thì mọi người phải nói nhá. Đấy, bởi vì cảm nhận của mỗi người mà. Đây là trải nghiệm thực tế của mấy anh chị em mình. Cái điều đầu tiên mà em nhìn thấy nó đó là nắng. Hà Giang giờ này là Vũ sắm bao nhiêu áo khoác để đi chơi Cần Thơ. Thật sự sáng nay là mấy anh em mình này là xuất phát từ Hà Nội. Điểm
từ nhà của Đình Vũ ấy, là ở Nguyễn Xiển ấy, đến lên sân bay Nội Bài ấy, thì là đi từ lúc 4:30 các bác, trải nghiệm bằng xe điện. Tính ra là hôm qua là Phen xuống đi họp lớp với các bạn nên là chưa có quay video chia sẻ với các bác. Nếu hôm nào Phen quay lại thì cũng có thể là dành thời gian để trải nghiệm nhiều hơn về Hà Nội. Đó là xe buýt 2 tầng này, xe buýt 2 tầng rồi tàu cao tốc nữa. Đấy, còn rất là nhiều cái đặc biệt ở Hà Nội mà chưa có thời gian để mà đi chi tiết để quay cho các bác xem. Đấy, thì là đến Nội Bài là anh em 5:00-6:00 sáng ăn sáng, uống cà phê đấy, ngắm máy bay rất là đẹp. Rồi bây giờ thì sau khi nghe điện thoại của cô Hùng, cô Mai ấy, thì là đây là giới thiệu với các bác, em Đình Vũ Vlog, chính là em là người làm xây dựng hình ảnh cho Phen trong thời gian vừa qua. Bây giờ thì cũng có ít, nếu có dịp mà chỉ có Phen với cả Vũ đi cùng nhau ấy, thì là chỉ có Phen lên hình bởi vì Vũ đứng ở đằng sau quay video. Đấy, bây giờ thì cho các bác chiêm ngưỡng dung nhan của em Đình Vũ các bác. Chào các bác. Thật sự nếu mà mọi lần mà hai anh em mà đi lên rừng lên núi ấy, mà Vũ cũng cùng xuất hiện thì không biết ai sẽ là người quay video cho anh Phen cả. Thì ngày hôm nay cũng rất là háo hức khi mà bước lên máy bay rồi khi hạ cánh, thì những cái hình ảnh này Vũ cũng có chia sẻ để cho quý vị các bạn có thể thấy được là vào đến trong này thì môi trường sống của mọi người trong này khác hoàn toàn. Không có núi đồi nên mình cũng cảm giác còn chưa có quen. Anh Phen có cảm thấy thế không? Anh thì bởi vì thực tế là đập vào mắt mình là lúc mà ngồi trên máy bay ấy, em cũng có quay lại cho các bác xem là từ trên cao ấy, là một cánh đồng mênh mang, là thi thoảng nổi lên những cái cồn đấy, cồn các cồn cát hoặc là các cái cồn đất ấy, thì là bà con là làm vườn này, trồng cây làm nhà đấy. Còn thực sự với các bác ấy, bây giờ là đến Cần Thơ, đến miền Tây là bây giờ anh em mình không có, chắc là tìm mèn mén ăn thì nó khó. Nó chắc là không đấy. Khó. Chắc chắn là không có rồi. Thế là bây giờ là thực sự với các bác là phải trong những ngày ở đây thì cũng mong muốn là được đi trải nghiệm hết những cái khu vực mà có danh lam thắng cảnh và những cái mà đồ ăn là ngon ở đây để chia sẻ với các bác. Nhưng mà em nghĩ là anh cũng nên giữ bí mật một chút để cho khán giả mọi người sẽ hồi hộp hơn. Nên là chúng ta sẽ đưa mọi người đi đâu? Hy vọng team của chúng ta trong 7 ngày này sẽ sản xuất là khoảng tầm 20 video chia sẻ với các bác. Rất là mong các bác đón xem. Cũng những người như kiểu là Phen, các bác ấy cũng là có thể là chưa đến được Cần Thơ thì Phen sẽ là người quay cùng em Vũ, em Linh và em bạn Bền nữa để chia sẻ với các bác. Thực ra là Phen, chị Bền và em Linh, em Vũ nữa, những cái ngày bình thường thì là công việc thì là đi bản rất là nhiều. Cả một năm vừa qua thì thời gian này cũng là một thời gian để dành cho mấy anh em có chút đi ra bên ngoài để học hỏi kinh nghiệm, để biết thêm cuộc sống ở mọi người bên ngoài. Đây là ở đây đã là nội thành chưa em taxi rồi. Em Huy. Đây là cơ bản là ở đây là nhà Bền thấy là nhà cao là không có mấy nhỉ. Vì ở đây miền này gió nhiều sợ quật đổ phải không? Nhưng mà mình thấy là các bạn ở trong này có da rất là trắng. Đấy, con gái, con trai là đi ra Hà Nội làm là em thấy rất là trắng. Người ta mới có câu là Cần Thơ gạo trắng nước trong. Đấy, ai đi đến đó thì không mong ngày về. Thế cho chị Bền ở đây luôn các bác. Nhưng mà Bền đấy các bác, đây này này, sông nước này này. Đấy. Mình cưỡi ngựa nhiều rồi. Đấy, cưỡi công lông nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ là đi ghe, đi thuyền. Đi thuyền. Trải nghiệm những bữa ăn ở trên ghe, trên thuyền với bà con vùng sông nước phải không anh? Ừ. Thuyền thì là nó to rồi, nhưng cái ghe thì có thể nó nhỏ hơn phải không anh? À em Huy. Dạ. Bên dưới cái ghe nữa còn cái gì không? Cái thúng. Cái sùng ba lá. Cái gì ạ? Sùng ba lá. Cái sùng ba lá. Còn bên dưới nữa còn cái phương tiện, còn những cái phương tiện nào khác để mà mọi người đánh cá hoặc là vận chuyển đồ đạc các thứ thì sao anh? À em. Thế thuyền thúng. Đó là của dân biển anh ơi. À. Còn ở đây thì có quả gì đặc biệt?
Có nghĩa là ở trong miền này, ví dụ như ở có những miền như Đắk Nông ấy, thì Đắk Lắk ấy, thì là có quả maca, quả maca hoặc là quả sầu riêng, là những cái quả mà rất đặc biệt. Còn đâu ở Cần Thơ này, hình như là quả vú sữa phải không anh? Ở đây, à, em cái từ của anh em mình nói với em, mấy em sẽ không hiểu vì cái quả như quả mướp đắng ở trong mình ở đây là khổ qua, nên là mình hỏi nhiều quả là em Huy chắc là không vì mới giao tiếp không ấy. Thuộc trong cái lĩnh vực của Huy cho nên Huy không thể biết. Vậy cả anh cho anh hỏi Huy chút là cái giọng bọn anh nói thì em có hiểu hết 100% được không? Bởi vì ngôn ngữ từng khu vực vùng miền ấy. Miền Trung này là dễ thương này. Miền Trung ấy cứ bảo miền Bắc dễ thương, không biết là miền nào mới là miền dễ thương. Từ đây nên đến Sài Gòn xa không em? 180 mấy cây. 180 mấy cây là bằng mình đi từ Hà Giang đến Tuyên Quang. Tuyên Quang, nếu được cao tốc ấy. Nhưng mà phải nghĩ là đường giao thông ở đây thì sẽ dễ đi hơn. Đúng rồi. À, Đại học Cần Thơ. Đây là có trường Đại học Cần Thơ các bác. Mọi người thì di chuyển thì Phen thấy bên này thì là xe máy nhiều, ô tô thì cũng không có, cũng giống như Hà Giang các bác, mọi người di chuyển bằng phương tiện xe máy là nhiều. Chắc là chiều nay bên với Phen phải đi sắm cái áo dài, không thấy mọi người đây ra đường đều mặc áo dài hết, mà sau này sau 7 ngày về đến nhà không ai nhận ra Phen mình lại bảo các anh vừa đi châu Phi về. 30 độ ấy. Còn bao nhiêu? Chắc còn khoảng 1-2 cây nữa đến hả Ninh? Đây, nghe cây tới rồi. Rẽ một cái là tới rồi. Rẽ một cái là nó phía bên đường. Dạ vâng ạ. Xong là tí anh lại quay lên Nội Bài à? À quên, lại lên sân bay rồi anh? Xa lắm mà này, ở ngoài xa lắm. À anh lái xe xa nhất thì đi tận đâu ạ? Sài Gòn này. Lên Sài Gòn ạ? Từ đây lên Sài Gòn là khoảng bao nhiêu giờ đồng hồ đi ô tô này? Khoảng 3 tiếng rưỡi. Hôm nào bọn em về, em có thể thuê anh chở em về Hà Giang được không anh? Mất khoảng tuần đấy. Đi phượt luôn. Cái cao nhất này á? Đúng rồi, em xem ảnh em thấy view nhìn xuống thành phố mà. Quá là tuyệt vời các bác đây. Có bể bơi. Úi giời ơi. Phèng thay Nhật trong anh em trong team trân trọng cảm ơn cô chú Hùng Mai đã tạo cho Phèng Chí Bền và em Linh, em Vũ là có một chuyến trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Đầu tiên là khách sạn. Cái này là Vimcom Plaza. Khách sạn này là cao nhất của tỉnh chưa anh? Cái khách sạn này là to nhất khu vực này chưa ạ? Nó còn Mường Thanh nữa này. À Mường Thanh thì là đâu cũng có nhỉ. Mường Thanh nên kiểu như là xa. Đây, đến đây thì Phen thấy nhiều cây dừa. Đây. Nhưng cây dừa này không có quả hả anh? Không có trái. Mình xuống sảnh đã. Khách sạn này bao nhiêu tầng hả anh? Em cũng biết nữa này. Ồ thế ạ? Thế nơi bên sẽ đếm để... Em hỏi anh chị đã tầng là được mà anh? Anh ơi xem gửi tiền nào? Cầm cho 4 ngày đi. Em gửi tiền nữa. Bên. Em chào các anh ạ. Dạ. Chào anh. Em chào. Dạ. Bọn em đồ ở đây ạ. Ui. Wow. Chưa vỡ. À, khách sạn này là khách sạn 5 sao các bác. Là khách sạn em cho anh hỏi chứ khách sạn mình là bao nhiêu tầng đó ạ? Dạ 31 tầng. 31 tầng ạ. Dạ 31 tầng. 3 tầng hầm nữa. À, chiều nay bên vào Phi Phen sẽ thử thử thách là leo hết 31 tầng bằng thang bộ nhé.
ở trên mình là có các tiện ích là có bể bơi đúng không? Có, dạ, có phòng bơi, có phòng gym, với lại có spa luôn ha. Wow. Có để mang cái phòng bơi luôn. Dạ vâng ạ. Dạ. Cảm ơn anh nhá. Dạ. À, có bể bơi này, có tập, phòng tập gym này. Đấy, có quầy bar luôn. Wow. Chú ạ. Ôi chú ạ. Cô ơi, nay chú bị sao vậy? Ôi chú làm sao đây? Không lấy lý. Anh để ý vào trong cái bàn. Dạ rồi, nên để lên 24 là dạ. Dạ rồi, anh để đây. Dạ. Con chào cô. Hello. Các bác, đây là không gian sảnh của khách sạn. Tay chú bị làm sao vậy? Cái này như lấy ở trong chỗ bên ra sao chứ nhỉ? Ở Hà Giang thì có trầm hương này, ngô am, ngọc am này, bách xanh. Đây là những cái này. Những cái này thì cây ở miền nước ở sông Hồ nước. Con chào chú ạ. Con chào cô. Con chào chú ạ. Dạ. Chú ơi, chú bị sao đây ạ? Chú bị nâu cổ. Dạ, nâu chưa ạ? Chú bị nâu chưa ạ? Ba ngày rồi cô. Con chào cô. Dạ. Đây là con cho cô chú bá đi. Tức là con vẽ ra đường để đi không, dạ. Chị nói là chị cũng phải có người. Tức là cô chú sẽ điện thoại được đến trước khi. Điện thoại này có điện thoại. Dạ, đúng rồi, điện thoại cho con điện thoại. Nhưng mà trong tới 12 giờ chú điện thì con có qua đây còn. Tại sao mình điện thoại khác hơn? Dạ. Trong nhà cái ổ khóa nhà cái phần đó thì mở vô là mình vô thôi. Còn cái chiều là cái chiều cổng, cái chiều và bên em viên em cũng sẽ hướng dẫn thôi. Thì em hướng dẫn xương xương cho mình ha. Còn xương xương. Để sau 10 giờ cái cổng nó có thể đóng hoặc mở, mình ra giờ nó mở bình thường cho những an ninh cho khách á. Dạ. Thì mình tới đường Ngô Văn Sở ngay đầu hẻm 37 mình bước vô. Dạ. Là tới căn hộ bỏ cái căn bằng tiền rồi tới cái căn có cái camera, đứng vô nhìn là có thằng có camera liền, chỉ ra liền luôn. Em xin cái số điện thoại của bạn ấy. Chị có hình thái được không? Dạ vâng ạ. Dạ, chắc là cũng có người hướng dẫn mình mở cái cửa nhà. Dạ. Trước khi nửa tiếng, trước khi mình tới. Dạ. Thì có lên lại nhà. Dạ. Là đón. Dạ đón lúc này, tại vì em tưởng là cô cho nhận nhà này luôn, thì em cũng chào mình nhận luôn. Còn mình chiều thì bọn em khác. Okay. Rồi trong lúc mà thời gian mình cứu á, cô có người sinh hay là có gì thì cứ gọi cho em. Thế là cô chú trong mình ba bốn anh em phen là có một căn hộ riêng các bác, trong này có phòng này, có cả bếp nữa các bác. Dạ. Dạ. Con nuôi luôn. Nhưng mà căn hộ đấy có xa đây không ạ? Kế bên ngay trung tâm mà. Dạ. Thế thì cô ơi, cô từ ngày mai là để bọn con đi mua đồ về nấu cơm cho cô ăn nhé. Được rồi, được rồi. Dạ. Em giao cho. Đưa đi đâu, một chữ đi. Rồi. Rồi. Dạ, cô chào cô. Cảm ơn. Cô có lại lãnh thì cô điện cho con. Dạ. Dạ. Okay, okay, okay. Trước khi nửa tiếng cô tới thì cô gọi. Cô có lại lãnh cho cô điện cho con. Cô okay. Chơi với cô. Thế còn em chị, em mà rảnh thì chị có nói chuyện với em không? Ok, bây giờ mình đi lên phòng đi. Dạ vâng ạ. Bây giờ lên phòng của cô để mình tạm thời là tập kết đồ trước phòng của cô. Đồ đâu rồi? Đục bạn ấy mang đi rồi. Mang đi rồi. Tôi lên con refresh ở trên này xong rồi chú kêu cái em kia. Dạ vâng ạ. Nhưng mà cô cho bọn con trải nghiệm tuyệt vời. Lần đầu tiên bọn con đến vào cái vào Cần Thơ, miền sông nước. Đồ đã lên phòng. Nhưng mà chú là bị trẹo thôi chứ không phải ngã đâu ạ. Nhưng mà dạ. À. Giống mắt suri không anh? Hơn nhiều chứ. Hơn nhiều phong cách chắc. Classic các bác, thảm. Cũng gần gần. Nhưng mà bên luxury thì không thể nào mà đạt tiêu chuẩn như vậy. Cái này ngày xưa nó là Vinhome. Dạ. Dạ. Quay. Sao nó muốn nâng cấp lên thành đang nó phải nhờ tụi sơ tin lại cho nó. Nè, tôi có. Ôi. Cảo. Ô. Rộng như này à cô chú? Cả bên bên này là phòng khách còn bên kia là ấy ạ? Dạ, phòng dạ vâng ạ. Dạ. 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 À dạ vâng ạ. Dạ. Quá là đẹp. Dạ vâng ạ.
Nhưng mà cô đến khu vực Cần Thơ miền Tây, miền sông nước này nhiều lần chưa ạ? Có chứ. Thế cô đi mấy lần rồi. À, thế thì nhưng mà cô không có rảnh nhiều lắm đâu, cô đi đâu cũng có hai người hay dắt cô đi. Dạ, lần này là có thêm bốn em hộ tống bưng. Bốn đứa con nuôi hộ tống. Dạ. Gì bố? Ok, để em gọi đi. Là mấy đứa có đi rửa mặt vệ sinh gì không con? Dạ. Có nhà tắm gì không con? Con xin khăn thêm cho tụi dạ, con. Con không có cần. Dạ. Dạ vâng. Xong rồi mình ghé mua gì cho tụi con ăn rồi mới đi chứ. Ôi, vâng, bọn con thì là phương châm là đi chơi là xính. Khánh dạ. Ơi. Khánh ơi, con nửa dạ. Tiếng nữa con cho xe dạ. Lại đón cô chú rồi. Đây là cái này là trang đi à, trang trí thôi ạ. À? Chứ không phải đồ ăn đâu ạ. À? Dạ đúng rồi mới tới. Đồ ăn à? Ui. Chocolate cho con ăn đi. Đây ạ. À. Okay, cái này cần là chocolate đấy ạ. À? Con tưởng viên đá. Không có chocolate cho con. Ô thế ạ? À? Cái cuốn sách đó cũng là chocolate luôn. Uầy. Đây là họ làm cho mình à? Ờ, họ làm cho mình á. À. Oh, welcome chú cho con. Dạ. Nhìn này là sao nhờ. Nước ăn à? Đây này mẹ. Ừ, nhưng mà đây là chocolate thôi. Chocolate luôn. Dạ. Nhưng mà nhìn đẹp quá, chẳng có nước ăn. Đây, này welcome chú đến với ở Cần Thơ này. Chúng đây ổn đấy cháu. Dạ. À, quá ok chú ạ. Dạ ổn này. Là... đẹp trai nữa nhỉ. Chọn những bộ quần áo đẹp nhất để mà con, đi chơi đấy ạ. Con hôm nay con đi máy bay lần đầu tiên đấy. À, dạ. Nó vì chẳng hạn những con lúc đầu lên con thấy bồng bồng phe khoảng cảm giác mạnh lắm. Cô lấy giấy cô cho mà chán phe còn giữ. Thế là ổn chứ hả? Dạng dạ, tốt chú ạ, không bị delay mà đi rất là tốt đấy ạ. Dạ. Tại cô ôi, đây nghĩ này. Ngồi bìa thích hơn nhưng mà cho ngồi gần kế bên. Sướng ôi ôi. Các bác ơi, đây. Còn đây. Ôi bên này là sông luôn này. Sông này là sông gì nhỉ cô nhỉ? Sông Mekong, sông Mekong. À. Dạ. Ôi bể bơi kìa mọi người ơi. Nhưng mà đi bơi không? Ừ, chắc là cái bây giờ á? Ừ. Không, 30 phút đã rồi cô chú mình phải đi. Ngày mai ngày kia mình vẫn ở đây mà. Đấy nhỉ? Ừ. Hay là ấy nhá. Hay là xin đi bơi đi. Chắc không kịp rồi. Dạ vâng ạ. Để tối dạ. Còn cầu kia là có phải là cầu Linh Kiều không? Cái cầu đỏ bên kia là cầu Cần Thơ. À cầu Cần Thơ đấy ạ. Dạ. Ui đẹp chưa các bác? Thôi cái này chắc là chỉ để ngắm với cô ạ, không ăn được đâu. Đáng yêu. Không nỡ để ăn. Không nỡ dùng nữa. Rất là đẹp các bạn. Mình ở đây thì chắc là mình cũng không dám ngủ đâu bởi vì ngủ đẹp quá. Bền thì bền sợ rơi thôi. Em cảm thấy mọi người quá cảm tuyệt vời. Mọi người cảm không thấy còn gì để mà nói nữa. Nói chung là quá đẹp. Quá đẹp. Nhưng mà nhưng vẫn có nhưng hả? Vâng. Anh Phan xem là nói là Linh có nhưng gì nữa. Nhưng mà mình thấy là có nghĩa là hai bên đường này là nó không có thêm các tuyến đường khác, là chỉ có cái, gần như cái đường to thẳng tắp ở đây. Đấy, còn đâu trong ngõ là như Hà Giang mình là có thêm 3-4 cái đường như này. Đúng không mọi người nhìn xem? Địa hình nhé anh, à. Do địa hình. Đây là cái tuyến này sẽ là cái tuyến tuyến chính. Đúng không? Nó không có nhiều quá nhiều ngõ nhỏ ấy. Ừ. Nhà thì san sát, nhà về địa hình ở đây là sông nước. Tính ra rạch rất là nhiều. Tính ra là mình đi từ sáng đến bây giờ là đi quãng đường rất là xa. Đấy, nhưng mà đến Cần Thơ phát là mọi thứ kiểu nó mới mẻ thế nào, làm con người chúng tối ta. Tối nay em sẽ đi bơi. À, sảng khoái dạ, đúng. Đúng tối nay mình phải đi bơi. Chắc là mình bơi ngoài sông sông Mekong trước. Xong là báo bơi không? Bơi về. Bảo quá, bảo thủ quá. Bây giờ mà xong là mình đi đâu hả chú cô? Bây giờ mình sẽ đi đâu? À đi Cồn Sơn ạ? À? Ừ, mấy chai nước về mỗi người. Dạ, để phen xem là thông tin một chút đây. Quần ngắn đi nhỉ? Ờ, đúng đấy. Cồn Sơn. Dạ. Dạ. Cồn Sơn. Cồn Sơn Cần Thơ. À đây là một cái đảo các bác, để phen đọc cho bác xem nhá. Cồn Sơn. Có rất là nhiều trang thông tin. Để các bác Phèn sẽ có một chút thông tin về Cồn Sơn chuyến đi tiếp theo cho các bác, chia sẻ với các bác du lịch Cồn Sơn Cần Thơ.
Ninh thử check map xem là bao nhiêu km đi từ đó vào đến đây. Hà Nội Cần Thơ ấy. Hà Nội vào đến đây hơn 1.000 cây đấy anh ạ. Thì là Phi Hằng chia sẻ với các bác hành trình và thông báo cho các bác biết hiện tại là Phi Hằng đang đây. Còn bạn Toropan thì là Phi Hằng sẽ liên hệ lại với bạn, bởi vì hiện tại là đến đây thì cô chú có sắp xếp một chuyến đi từ đây vào đến Cồn Sơn để đi vào thăm cái đảo đấy. Thì cũng nó dài rồi nên là Phi Hằng cũng mong muốn là kết thúc video ở đây và tiếp tục là hành trình chia sẻ với các bác. Bao nhiêu cây em? 1839 ạ. 1839. 1000 không dài lắm đâu. Có đâu? một ngày đi đường thôi mà. Đó xem nào. 1839 chia cho 300. Đấy bằng nó rất là xa các bác, cực kỳ xa. Thì là cũng hôm nay thì đến đây thì cũng là hành trình kết thúc. Đâu? Nó rất là 1000 bao nhiêu nhỉ? 1839 ạ. 1839 km, một chặng đường rất là dài. Và đây là những đây là lần đầu tiên mà được trải nghiệm. Nên là Phi Hằng tiếp tục là hành trình đi vào trong kia quay chia sẻ với các bác. Thì rất là mong các bác đón xem hành trình mới, trải nghiệm mới của mấy anh em, mấy cô chú đến thăm Cồn Cát, đến thăm vườn cây ăn trái như nào. Đó, để sẽ chia sẻ tiếp cho các bác ở video tiếp theo. Giờ Phi Hằng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phi Hằng. Xin trân trọng cảm ơn các bác và mong các bác theo dõi hành trình của bốn anh em và cùng với cô nữa. Xin chào các bác nha.